Ông chào các bác, đây là con hũ vlog của bác Lâm ở Sài Gòn. Bác gọi em một cái đây, bác gửi này. Thợ tốt bụng. Cảm ơn bác khen nhé. Đây, nhờ này, thay một bộ dây inox trắng để tôi thay vào dây da. Sài Gòn nóng mồ hôi nên phải thay dây cũ đánh bóng lại đẹp cũng được. Đồng hồ tôi size 40. Đấy, cỡ tay 17,5. Nếu có khóa dây gập nhiều lỗ chỉnh là tôi thích nhất, kiểu xưa mà, gửi vào tính tiền giúp tôi nhé. Đấy, nếu mà gửi vào ấy, xin thưa các bác em gửi cái này, đây là cái dây cũ bác nhé, em sẽ lắp cho bác đây, dây gập đây, và cái mắt này có thể chỉnh ra vào được này. Đó, thì nếu mà gửi vào thì thợ trong đấy chắc chắn không lắp được đâu. Đó, em sẽ lắp cho các bác đây này. Bác nào cần thì liên hệ với em số Zalo này nhé. Bác này năm nay 70 tuổi rồi các bác ạ, nên là bác bảo Sài Gòn nóng nên là cái dây cao su ấy dùng rất là khó chịu. Là em sẽ lắp cho bác dây này, cái giấy này theo yêu cầu của bác đó. Vậy thì để lắp cái này ấy, trước tiên em sẽ phải chế, em phải chế nhé các bác nhé. Đây, em sẽ đo đây, lấy cái kẹp ghim thôi các bác, đây, cái này cái kẹp ghim nhé, không có cái gì cao siêu cả đâu. Em sẽ cắt cái kẹp ghim này ra đó. Đó, cắt cái kẹp ghim này ra hai đoạn bằng nhau, đo cho nó vừa cái này. Cái này chế thôi chứ chẳng ai dạy đâu nhá. Đó. Theo kinh nghiệm của bản thân đi các bác. Đó. Rồi bây giờ em đo cái này tiếp, cắt tiếp. Cái kẹp ghim xách vào đấy. Chứ chẳng có cái gì cả. Đó. Rồi, em cắt được hai đoạn rồi. Đây, đây. Và bây giờ em sẽ lắp cái đầu khóa này vào. Trước tiên em sẽ đút cái dây sắt vào. Đó. Rồi em sẽ lắp tiếp vào đây. Em sẽ luồn vào đây. Đó. Cho nó vào trong nha các bác nhé. Đó. Đấy, sau đó em sẽ đặt quay về phía trước để em soi vào đây. Đó, và sẽ bắt con ốc này xuống. Đó, em sẽ đẩy bên này sang. Đó. Đó, và em sẽ lấy cái tô vít thôi. Tô vít lưỡi lưỡi bằng đấy để em bắt nó xuống. Ok, đó các bạn thấy không? Đấy, em đã xong một bên rồi, em sẽ bây giờ em sẽ siết ốc vào nhé. Đó, cái ốc thẳng đứng này, đấy, hai bên thẳng đứng. Rồi bây giờ để tiếp tục bên này nhé, em tháo luôn bên này. Em để ở đây nhé, tháo cho nó chuẩn, yên tâm, cẩn thận cho bác ấy. Đấy. Đó, bây giờ em sẽ lấy cái panh em gắp nó lên. Đó, không khó lắm đúng không ạ? Đây là chỉ là cái mẹo thôi. Đấy, đây cái dây cũ của bác em sẽ gửi lại cho bác ấy nhá. Đó, và bây giờ em sẽ tiếp tục em cho cái thanh sắt này vào. Đấy. Đây. ZK, bác thấy thích cái dây này lắm. Bác bảo cái dây gập với càng tốt, và dây cũ và có thể chỉnh được to nhỏ thì bác ấy rất thích. Bác năm nay 70 tuổi rồi. Bác ấy có con cháu đàng hoàng hết rồi. Và bác ấy ở Sài Gòn, ở nhà chung cư. Đấy. Bác ấy này, ăn nhàn hưởng tuổi già thôi. Đấy. Sau này em mong muốn về nhà cũng được như bác ấy thôi. Bác bảo con cháu đầy đủ hết rồi, bác tâm sự như thế. Ai cũng về già cũng chỉ mong muốn được ăn hưởng tuổi già như bác ấy thôi. Đó. Đó. Đấy, em chỉnh cho thẳng đứng các bác nhé. Thấy không? Đó, chỉnh thẳng đứng cho nó đẹp. Đó. Rồi, đó. Vậy em đã chế xong cái dây. Thay cho bác cái dây này rồi.
Do này cái này nó có cái chỉnh ra chỉnh vào này nên em chả cần phải để ý đến cái size bác, tay của bác ấy đâu. Đó, bác có thể cho to vào rất đơn giản. Đó. Rồi bây giờ này, đây cái này của bác cũng ở Đồng Nai này, bác gửi cho em bốn con, em cứu cho bác 3 con, một con là do thợ phá nên là em không có đồ thay. Đó, giờ em sẽ thử tay các bác. Đó, rất ok đúng không? Đó, bác ấy thích dây dây cổ. Đó, thì có dây cổ cho bác ấy. Chỉ dây này kỷ niệm bác thôi, khuyến mãi bác thôi nhé, không lấy tiền bác đâu. Đặc biệt những người già em rất quý, những người già người ta như bác ấy. Đấy, em rất tôn trọng. Đó, đây cái dây của bác ấy đây ạ. Bác Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Em vẫn còn ghi đây để không bị nhầm với ai hết nha các bác nhé. Đó, em không thể nhầm được khách này với khách kia, bởi vì người ta gửi số lượng nhiều, em không ghi như này em không thể biết được của ai với ai. Đó, ở đây là dây của bác ấy đây. Em sẽ gửi hộp cho bác ấy. Đấy, và đúng như yêu cầu của bác nhé. Đó, đúng như yêu cầu của bác đây. Đấy. Đấy, cảm ơn bác cái lời khen thợ. Bác còn bảo em là thay tên đi. Em lấy cái kênh YouTube là Đinh Han Dỉ, Đinh Han Dỉ đấy. Đấy, như bác bảo thế. Đấy. Thì em đã hoàn thiện xong cái đồng hồ cho bác Lâm 70 tuổi đấy, và thay thậm chí là chế cho bác cái dây luôn đấy. Chế cho bác cái dây luôn đấy. Cái đeo vào tay đây. Em sẽ chỉnh cái khóa này một tí cho nó chặt chắc nhé. Cái khóa này cho nó chắc một tí. Bác ấy thích cái khóa cổ đấy, khóa cổ nhá, ok nhá. Dây này thay miễn phí cho bác ấy nhá, kỷ niệm bác thôi, gọi là mừng tuổi cho bác ấy. Năm nay bác cũng bằng bác kém bố em 2-3 tuổi, bố em năm nay 72 tuổi, già rồi. Đó, đó, thay pin cho bác ấy rồi đấy, và lấy luôn lịch cho bác ấy. Thực ra hôm nay là mùng 1. Đó, ok. Khá là hợp đúng không ạ? Không có vấn đề gì cả. Mà rất là chắc luôn các bác nhé. Chắc chắc hơn cái dây cũ của nó luôn. Đó. Thế thì nào, em đã hoàn thiện xong hai việc cho yêu cầu của bác nhé. Việc nhất là thay pin pin này. Việc thứ hai là thay dây. Đặc biệt là dây có cái con nấc ra vào này. Và có bấm khóa bấm. Đấy. Ok nha bác nhé. Đó. Thôi chứ. Rồi, chào bác Lâm nhé. Thì chúc bác sức khỏe và mong bác ưng ý. Dây này của em dây cũ thôi, em thay free cho bác thôi nhé, không lấy tiền bác đâu. Đó. Okay. Dây của nó thì dây cao su. Cao su này thì có một nhược điểm là nóng là nó sẽ rất là khó chịu các bác nhé. Đó, dây cao su này. Đó. Nó rất khó chịu. Đó. Rồi em sẽ cho luôn cái này vào đây. Đó, để giả lại cho bác ấy. Giả lại cho bác ấy. Bác nào cần liên hệ số Zalo này về của em nhé. Đó, xong cho bác rồi. Đấy, của bác này, bác ở Đồng Nai. Nhà mở quán điện tử điện lạnh này, gửi cho em 4-5 con này. Đó, khá là đẹp, con này đồng hồ cổ ấy. À, em cũng hoàn thiện xong rồi. Con này nó qua tay rất nhiều thợ rồi. À, đấy các bác, nếu mà gửi cho em thì các bác chỉ cần làm cái hộp nhỏ nhỏ này thôi. À, bằng bàn tay thôi, không cần to đâu. À, và liên hệ với em số điện thoại này, em sẽ tư vấn cho các bác. À, tư vấn bắt bệnh, báo giá và hướng dẫn các bác cách gửi. Đó. Đấy ạ. À, thế thôi, không cần hộp to làm cái gì. À, và sau khi em hoàn thiện xong em sẽ gửi cho các bác ấy. Khi nào các bác nhận về các bác mới phải, không phải các bạn mới phải gửi tiền cho em nhé. Đấy, chứ các bác không cần phải gửi ngay từ đầu đâu. Đó, nên các bác rất cứ yên tâm và em sẽ có trách nhiệm như bảo hành nhé, có trách nhiệm bảo hành. Đó, tức là không phải em làm xong là xong. Đó, nếu mà có vấn đề gì em vẫn phải bảo hành cho các bác. Đó, và những cái đồng hồ bảo hành ấy là gửi lại em đều chịu trách nhiệm hết. Ừ, rồi chào các bác nhé.